Gánh nước 2 xu. Ngày xưa, có một chàng trai tên là Kim Sodan, nổi tiếng vì những trò bông lơn. Chàng vốn dòng dõi văn sĩ uyên bác, nhưng sống rất giản dị và gần gũi với dân thường. Chàng vốn khinh ghét đám trọc phú tự phụ. À, tên kia, đi thì phải nhìn đường chứ, có biết ta là ai không mà không chịu cúi chào. Thưa ngài, mấy người ở vùng này là thế cả đấy, đã nghèo rồi đầu óc còn treo ngựa cành cây, chứ mấy ai được giàu có khôn ngoan tài giỏi như ngài đây. Ngài ở xa đến đây nên chưa biết đấy thôi. Ừ, quá thế thật. Để ta xem ở vùng này có gì sinh lời được không nào. Ngươi có tin không, từ một túi tiền này ta sẽ bắt nó đẻ ra 10, 50 túi nữa. Ờ, cậu có sao không? Ừ, dạ cháu không sao ạ. Tên trọc phu đó không biết ở đâu đến mà chẳng coi ai ra gì. Hắn trọ gần đây, mấy hôm nay cứ vênh vang cầm túi tiền đi lại khắp nơi trong thành tìm mối làm ăn. Tránh ra, đi gọn vào. Có biết trước mặt các ngươi là ai không? Va vào ngày ấy các ngươi sẽ phải chịu hậu quả lớn đấy, biết chưa? Đây chính là kẻ cần được dạy bảo tới nơi tới chốn đây. À, mình nghĩ ra rồi. Tên trọc phú kia đang tìm mối sinh lời chứ gì. Được rồi, ta sẽ tìm hộ ngươi một mối sinh lời dễ dàng. À, cụ ơi, cụ có muốn cùng cháu dạy bảo tên trọc phú kia đến nơi đến chốn một lần không ạ? Ừ thôi, tôi can cậu, dây vào người có quyền quý rồi xin chuyện. Cụ cứ an tâm, có việc gì cháu sẽ chịu trách nhiệm, không làm liên lụy đến cụ và mọi người đâu ạ. Vậy cậu định làm gì? Cháu có ý này, giờ cháu nhờ cụ tập hợp tất cả những người gánh nước lại đây giúp cháu. Ờ, được. Lão có một mối sinh lời to lắm hả? Đâu nào, sắp đến chưa vậy? Rồi rồi, đến rồi đây. Đến lúc rồi, mọi người bắt đầu làm theo những gì chúng ta đã nói nha. À, được thôi. Nào, bác kia, mau nộp tiền. Vâng, tôi gửi cậu. Bác kia nữa, một xu hôm qua bác nợ, với hôm nay nữa là 2 xu. Mối làm ăn lớn kia kìa, thưa ngài. Mấy người kia lấy nước sông làm gì đấy? Họ lấy nước sông rồi gánh vào thành bán. Ngài từ xa đến nên không biết, cả thành này không có một chiếc giếng nào. Sao cả thành rộng lớn thế này lại không có một chiếc giếng nào? Vì thành nằm ở hợp lưu hai dòng sông, theo như các thầy phong thủy nói thì giống như một con tàu vậy. Nếu dân cư nào đào giếng thì chẳng khác nào đục lỗ trên thân tàu. Trời đất sẽ nổi giận, điều đó sẽ mang đến vận rủi cho thành. Ra thế. Đó là lý do vì sao mỗi ngày, ngay từ rạng sáng, những người gánh nước chúng tôi lại đem nước sông đi khắp các khu dân cư bán để đổi lấy tiền. Cứ mỗi gánh nước chúng tôi bán được 2 xu. Ý lão, mối sinh lời lớn là 2 xu này ấy hả? Ta không kiếm những xu lẻ thế đâu. Đã vậy còn cực nhọc nữa chứ. Ta cần mối làm ăn lớn và chỉ cần ngồi không cũng thu được tiền ấy. Ngài cứ từ từ quan sát đi đã. Chuyện gì thế kia? Sao bọn gánh nước lại nộp tiền cho tên văn sĩ kia? Vì anh ta là chủ nhân của dòng sông, anh ta bán nước cho họ. Cứ mỗi gánh nước là được 1 xu. Chúng tôi gánh nước mệt nhọc cả ngày trời mới được mấy xu, còn anh ta chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Chủ nhân của dòng sông ư? Kiếm tiền như thế này thật là dễ, chẳng hề mất chút công sức nào cả, mà nước sông thì lúc nào cũng đầy ấm ấp, tha hồ bán. Đúng là mối sinh lời dễ dàng đây rồi. Thế mà hôm qua mình đã giễu cợt hắn, giờ phải quỳ xuống lại hắn, mình cũng quỳ, cốt sao giành được mối làm ăn này mới được. Anh văn nhân tài giỏi ơi, anh là chủ nhân dòng sông này phải không? Thật lễ quá, tôi mới đến đây nên không biết, hôm qua đã mạo phạm anh bỏ qua cho. Không sao, không sao. Anh bạn cao quý, anh có muốn bán cho tôi dòng sông này không? Tôi sẽ trả anh thật nhiều tiền. Không được, đây là dòng sông ta thừa hưởng từ tổ tiên ta, ta không muốn bán cho ai hết. Lòng tham của tên trọc phú không ngừng thôi thúc hắn mua bằng được dòng sông, dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa. Hắn đưa toàn bộ gia sản ra mặt cả, kể cả viên ngọc bội gia truyền, và cuối cùng hắn đã mua được dòng sông. Giờ cụ chờ bà xem, sắp có trò hay để xem rồi. Đến rồi, đến rồi, hãy nhanh đến và đưa tiền cho ta nào. Lấy đi, lấy nước sông đi, rồi trả tiền cho ta. Ta đang chờ đây, những đồng tiền sẽ đổ đầy vào túi ta trong phút chốc.
Ê, tên kia, tên gánh nước kia, trả tiền cho ta đi chứ. Tên này nữa, tên kia nữa, ê, trả tiền cho ta đi chứ. Nè nè, trả tiền đây. Ồ hay, nhà ông này, sao chúng tôi phải trả tiền cho ông chứ? Vì ta là chủ nhân của dòng sông này, ai lấy nước từ dòng sông phải trả tiền cho ta, một xu một xu. Ông bị làm sao đấy? Chúng tôi lấy nước từ dòng sông này bao lâu nay, có phải trả tiền cho ai đâu. Chính mắt ta thấy hôm qua, các ngươi trả tiền cho một người đàn ông tự xưng là chủ nhân của dòng sông mà. Một xô nước đầy. Chính mắt ta thấy, ta đã bỏ tiền ra mua dòng sông này rồi. Giờ ta là chủ nhân mới của dòng sông này. Đúng là chúng tôi có trả tiền cho anh ta thật. Nhưng đó là tiền anh ta đã đưa cho chúng tôi hôm trước đó. Chúng tôi chỉ trả lại cho anh ta thôi. Chuyện là thế này, ngày hôm qua... Giờ ta đưa cho mỗi người một xu. Đến ngày mai, theo đúng hiệu lệnh của ta, khi ra sông gánh nước, với mỗi gánh nước đầy, mỗi người lại đưa trả lại cho ta một đồng xu. Ta hứa đến ngày kia sẽ có trò hay cho mọi người xem. À, cậu này buồn cười thật. Cho chúng ta tiền rồi mai đòi lại. À, nhưng làm theo cậu ta cũng chẳng thiệt gì, lại có trò hay để xem. À, thôi được, đồng ý. Thế ra hắn không phải là chủ nhân của dòng sông à? Trời ơi, vậy mà ta đã đưa cả gia sản cho hắn để mua dòng sông này. Đến đứa trẻ con còn biết dòng sông chẳng có chủ nhân nào cả. Thế mà ông trả tiền một dòng sông. Trên đời này còn ai ngốc hơn ông nữa. Ngốc quá. Trời ơi, mất cả gia sản cho hắn rồi. Trời ơi. Đang đợi tin trọc phu lắm. Rất lâu sau đó, mỗi lần nhắc đến câu chuyện Kim Sơn Đan lừa bán cả một dòng sông cho tên trọc phú, người dân trong vùng vẫn không nhịn được cười. Lão Miệng. Chuyện kể rằng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tai, Bác Tai và Lão Miệng từ xưa vẫn chung sống với nhau thân thiết. Chà chà, hàng mi của mình mỗi ngày một dài thật là xinh xắn. Nhờ có mình mà mọi người mới nhìn thấy những cảnh trí thật đẹp, những món ăn thật ngon. Mình thật là khỏe khoắn. Nhờ có mình dẫn lối, mọi người mới đi muôn nơi tìm kiếm những con vật lạ. La 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 la. Mình thật là khéo léo. Nhờ có mình mà mọi người mới có những món ăn ngon. Giọng hát của cậu Tài hay thật đấy. Tôi thật hạnh phúc vì có thể nghe nó. Chẳng những vậy, tôi còn nghe được mọi âm thanh của cuộc sống nữa. Còn gì tuyệt vời hơn thế? Làm việc trong tâm thế vui vẻ bao giờ cũng hiệu quả hơn bác nhỉ? Chúng ta cùng ra chỗ Lão Miệng thôi bác. Đồ ăn đã xong rồi đây. Lão Miệng ơi, lão hãy thưởng thức đi nào. Có chuyện gì mà cô cứ thở dài mãi như vậy? Tôi thấy mệt mỏi quá. Ngày nào cũng làm việc quần quật như thế này, thật là vất vả. Thì vốn dĩ chúng ta ngày nào cũng vất vả rồi, chuyện đó than thở có ích gì chứ? Các anh không thấy điều đó là bất công sao? Tại sao các anh lại có thể yên phận như vậy chứ? Các anh ạ, à, càng nghĩ tôi càng tức. Bác Tài với hai anh và tôi quần quật làm việc mệt nhọc quanh năm, trong khi đó Lão Miệng lại chẳng làm gì cả. Từ nay chúng ta đừng làm nữa, thử xem lão ấy có sống được không. Đúng đấy, cô Mắt nói chí phải. Chúng ta đi gặp Lão Miệng, nói cho lão biết hãy tự lo thân. Nay đã đến lúc lão phải tự đi kiếm ăn, xem lão có làm nổi không nào. Đồng tình với suy nghĩ của cô Mắt, cả ba người cùng kéo nhau sang nhà Lão Miệng. Kìa, bác Tài cũng có nhà, hay là chúng ta vào rủ bác ấy cùng đi đi. Phải đấy, bác Tài chắc cũng sẽ đồng tình với chúng ta thôi. Bác Tài ơi, bác có đi cùng chúng cháu đến nhà Lão Miệng không? Đi đến nhà Lão Miệng làm gì cơ? Chúng cháu định nói cho lão biết, từ nay mọi người sẽ không làm để nuôi lão nữa. Bác cháu mình vất vả nhiều rồi, tới lúc phải nghỉ ngơi thôi. Ờ, phải đây, bác sẽ đi cùng các cháu. Không thể chịu mãi sự bất công như vậy được. Lão ấy giờ này chắc đang nằm tận hưởng rồi đấy. Thì mỗi ngày lão ấy chỉ có mỗi việc ăn và ăn thôi mà, đâu có vất vả gì đâu. Chúng tôi hôm nay đến đây không phải để thăm hỏi, trò chuyện gì với ông đâu, mà nói thẳng cho ông biết, từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa. Bấy lâu nay chúng tôi cực khổ vất vả vì ông nhiều rồi. Ấy,
Có chuyện chi thì mọi người hãy vào nhà đã. Làm gì mà nóng nảy thế? Không, không bàn bạc gì nữa. Từ nay trở đi, ông phải tự lo lấy mà sống. Còn chúng tôi có biết cái gì là ngọt bùi ngon lành đâu. Làm chi cho cực? Có chuyện gì xảy ra với mình thế này? Có lẽ nào mọi người lại thấy mình vô dụng đến thế? Phen này thì lão miệng cứ là chết đói. Chúng ta sẽ không làm gì cả cơ mà. Một ngày, hai ngày trôi qua. Chân, tay, tai, mắt chẳng làm gì cả. Họ chỉ ngồi ở nhà và uể oải. Sao tôi chẳng thấy vui tươi, nhàn nhã gì cả? Tôi chỉ thấy mệt mỏi rã rời thôi. Tôi thì cũng có khác gì đâu cơ chứ. Chúng ta chẳng thể cất nổi người lên để mà vui đùa như trước nữa. Các anh có ổn không? Thật sự là không ổn chút nào. Chúng tôi chẳng có chút sức lực nào cả. Tôi thì cứ suốt ngày lờ đờ, hai mí mắt nặng trĩu, chẳng còn nhìn nổi cái gì nữa. Các cháu ơi, mỗi ngày bác nghe gì cũng rõ. Này, lúc nào cũng cảm thấy như có cái cối xay lúa quay ù ù ở bên trong. Không thể chịu đựng được nữa rồi, phải sang nhà lão miệng thôi. Chúng ta suy nghĩ và hành động sai lầm rồi các cháu à. Chúng ta không làm để kiếm thức ăn nuôi lão miệng, thì chúng ta cũng tê liệt cả. Lão miệng tuy không làm, nhưng lão có công việc là nhai. Như thế cũng làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi. Từ trước đến nay, chúng ta sống gắn bó thân thiết với nhau. Nay tự dưng lại gây nên chuyện. Lão miệng có cái ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn lên được. Theo y bác, chúng ta nên đến nói lại với lão miệng. Các cháu có đi không? Bác Tài nói phải, chúng ta phải đi thôi, càng nhanh càng tốt. Khốn khổ cho lão, lão cũng sống dở chết dở. Môi thì nhợt nhạt, hai hàm khô cứng, không buồn nhếch mép. Lão miệng ơi, chúng tôi thật xin lỗi lão. Chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi đã không nghĩ được rằng lão cũng làm việc, chứ chẳng hề chơi. Chúng cháu thật là nông nổi. Chúng cháu xin lỗi bác nhiều lắm. Lão miệng ơi, lão có sao không? Mọi người ở đây với lão, chúng tôi đi kiếm thức ăn. Lão miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Lạ thay, bác tai, cô mắt, cậu chân, cậu tay cũng thấy đỡ mệt và tinh thần sảng khoái hẳn ra. Cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi. Mỗi chúng ta sinh ra đều có một nhiệm vụ. Vậy nên, từ nay đừng trách móc nhau nữa nhé. Họ nhận thấy là mình đã nghĩ sai cho lão miệng. Từ đấy, năm người lại chung sống thuận hòa, thân thiết như xưa. Họa mi và ớt xanh. Sau đây, tôi sẽ công bố giải cuộc thi giọng ca vàng của khu rừng chúng ta. Trước tiên, tôi xin công bố giải ba. Xin chúc mừng Vẹt. Xin mời Vẹt lên nhận giải. Ôi, sắp tới giải nhì rồi. Hy vọng năm nay tớ với cậu sẽ đoạt giải. Tiếp theo, tôi xin công bố giải nhì. Thưa quý vị, cuộc thi năm nay có hai giải nhì. Giải nhì thuộc về hổ và sư tử. Xin mời hổ và sư tử lên nhận giải. Ớt xanh ơi, cậu nghĩ có khi nào tớ hoặc cậu sẽ đạt giải nhất không? Kìa kìa, bác voi đang công bố giải nhất đó. Giải nhất thuộc về họa mi. Công nhận họa mi hát hay thật đấy. Bạn ấy nhận giải nhất là đúng rồi. Thật là ngưỡng mộ bạn họa mi quá đi. Ớt xanh này, thật là chán nhỉ. Tớ với cậu năm nào cũng đi thi mà không có được giải gì cả. Ồ, có khi sang năm tớ chẳng tham gia cuộc thi này nữa đâu trống choai ạ. Hai, tớ cũng vậy đấy. Tớ thấy thật là xấu hổ quá đi.
Này mặt trời ơi, mấy hôm nay chẳng thấy ếch xanh kêu báo hiệu cho tớ làm mưa, mà nước ở nhà tớ đầy quá rồi. Ôi tớ cũng vậy, chẳng thấy gà trống choai đánh thức làm tớ ngủ quên mấy hôm liền rồi đây này. Hay là gà trống và ếch xanh có chuyện gì nhỉ? Vậy thì chúng ta xuống thăm hai bạn ấy xem sao. Trống choai ơi, ếch xanh ơi. Này trống choai, hình như có ai đó gọi chúng ta đấy, cậu ra đây mau đi. Thì ra là mặt trời và đám mây. Mặt trời, đám mây, chúng tớ ở đây. Gà trống choai, cả ếch xanh nữa, có chuyện gì mà mấy hôm nay không thấy các bạn cất tiếng hát? Không phải hai bạn đang ốm đấy chứ? Chúng tớ không ốm. Chuyện là chúng tớ vừa tham gia cuộc thi giọng ca vàng của khu rừng, nhưng chẳng ai được giải cả. Chúng tớ cảm thấy rất xấu hổ và không muốn hát nữa. Vì không được giải nên trống choai và ếch xanh xấu hổ không hát nữa hả? Bởi vì chẳng ai công nhận, chẳng ai khen giọng hát của chúng tớ cả. Các cậu thật là ngốc, các cậu không biết giọng hát của các cậu có ý nghĩa như thế nào đâu. Này nhé, nhờ có tiếng hát của trống choai vào sáng sớm tinh mơ mà mặt trời mới kịp thời tỉnh giấc để chiếu sáng, sưởi ấm cho muôn loài. Còn khi nghe tiếng hát của ếch xanh, tớ tha hồ làm những cơn mưa rào tưới nước cho các loài cây, còn cho hồ thêm nước nữa. Tớ, đám mây và tất cả cây cối, vạn vật đều thật sự coi giọng hát của trống choai và ếch xanh là giọng ca vàng trước lúc các bạn đi thi rồi. Vậy nên, các bạn hãy trân trọng và tự hào về giọng hát của mình nhé. Ôi, thế mà chúng tớ không biết, cứ tưởng không ai thích nghe chúng tớ hát. Cảm ơn mặt trời, cảm ơn đám mây đã tới thăm chúng tớ. Còn giúp chúng tớ nhận ra ý nghĩa giọng hát của mình nữa. Từ ngày mai, chúng tớ sẽ lại cất tiếng hát, phải không ếch xanh? Tớ đồng ý luôn, hay là chúng ta tập hát luôn từ bây giờ đi trống choai. Từ nay các bạn hãy trân trọng và yêu quý giọng hát của mình. Và đừng quên báo hiệu cho chúng tớ mỗi ngày nhé. Đến giờ chúng tớ phải về rồi. Tạm biệt hai bạn. Tạm biệt mặt trời. Tạm biệt đám mây. Anh ập, tạm biệt. Tìm bạn. Ngày xưa, ở một đất nước nọ, có đôi bạn chơi với nhau rất thân là Kay và Jada. Kay mồ côi cha mẹ từ nhỏ và cậu luôn luôn bị thiếu thốn tình thương yêu. Ngoài sông giờ nhiều cá lắm, chúng mình nhanh đi câu thôi. Cho tớ đi với. Đồ vô dụng, đánh cha mẹ mình còn không biết là ai, thì còn làm được trò trống gì nữa chứ. Phải đấy, không được đi cùng bọn tớ. Đồ không cha mẹ. Kay, cậu có trong đó không? Kể từ giây phút đó, trái tim của cậu bé Kay bị tổn thương sâu sắc. Kay ngày càng thu mình lại và trở nên lạnh lùng, băng giá. Cậu xa lánh mọi người, ngay cả Jada. Rồi một ngày, cậu quyết bỏ đi thật xa. Được lắm, cậu bé có trái tim cô đơn và tâm hồn băng giá. Cậu rất thích hợp để đến vương quốc của ta, nơi ngự trị của băng giá. Sẽ chẳng có kẻ nào tìm ra được cậu đâu, bởi lẽ đến được lâu đài tuyết của ta là điều không tưởng. Mình vừa có một giấc mơ khủng khiếp. Kay, cậu đâu rồi? Linh tính báo có chuyện chẳng lành với bạn. Jada đã đi tìm Kay ở nhiều nơi, hỏi nhiều người, nhưng không ai biết Kay ở đâu cả. Mình đã đi tìm xung quanh đây mà vẫn không thấy. Lẽ nào dòng sông đã mang Kay đi rồi? Hãy trả bạn ấy lại cho tôi đi. Tôi sẽ tặng cho sông đôi giày đỏ đẹp nhất của tôi. Mình sẽ mang đôi giày này ra tận giữa sông. Để dòng sông nhận được nó, chắc chắn sẽ trả lại Kay cho mình. Ơ, ơ, ơi không!
cháu gái. Cháu đã ngồi trên chiếc xuồng khi nó cứ lao vun vút trên sông. Sợ quá nên ngất đi. May mà lúc đó ta ra kịp. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Mà giờ cháu phải đi. Hãy ở lại đây đi. Ở lại với ta, cháu sẽ được sung sướng. Muốn cái gì ta cũng có thể cho cháu. Cháu cảm ơn bà. Nhưng mà cháu phải đi tìm bạn gái của cháu. Đi tìm một người mà không biết người đó đi đâu là một công việc vô cùng khó khăn, như mò kim đáy bể đó cháu. Đừng từ bỏ cơ hội hưởng cuộc sống sung sướng cháu ạ. Linh tính báo cho cháu biết bạn ấy đang gặp nguy hiểm. Cháu không thể sống sung sướng khi bạn của mình đang gặp nguy hiểm. Thôi cháu đi đây. Zeta đã đi qua không biết bao nhiêu ngôi làng và cánh rừng, con sông, ngọn núi, từ mùa xuân hoa nở cho đến mùa đông bão tuyết, phủ hết cả lối cô bé đi. Hey, giờ này cậu đang ở đâu? Cậu có biết là mình đã đi tìm cậu biết bao nhiêu tháng ngày rồi không? Giờ sức mình đã gần cạn kiệt rồi, biết có tìm được cậu không, cây ơi? Mấy hôm trước đây, chúng tôi thấy cậu bé ngồi trên xe của bà Chúa Tuyết đi qua đây đấy. Hả? Là thật hả? Các bạn có biết nhà bà Chúa Tuyết ở đâu không? Chúng tôi không biết, nhưng bác Tuần Lộc thì biết đấy. Cô hãy đi tìm bác ấy, ở gần đây thôi. Cảm ơn chim nha. Nhờ sự giúp đỡ của bác Tuần Lộc, Zeta đã có thêm hy vọng trên hành trình đi tìm bạn. Tuần Lộc dẫn cô bé băng qua nhiều khu rừng, nhiều cánh đồng tuyết trắng, đường đi mỗi lúc một khó khăn vất vả. Tuần Lộc ơi, kia đúng là lâu đài của bà Chúa Tuyết rồi. Cảm ơn Tuần Lộc nhiều nha. Cây cầu nhỏ xíu bắc qua cái vực không nhìn thấy đấy. Chỉ cần hoa mắt bước chợt chân là có thể ngã ngay xuống vực và mãi mãi nằm lại dưới đó. Mình phải thật tập trung, không được sợ. Sắp tìm được gặp cây rồi, mình không thể bỏ cuộc được. Cây, cây à, tớ đã đến rồi. Khá lắm cô bé, nhưng đừng hòng mang được cậu bé cây trở về. Bà Chúa Tuyết, xin bà hãy làm ơn đi, trả cây về với cháu đi ạ. À. Khôn hồn thì hãy đi khỏi đây. Cầu xin bà, con cầu xin bà, trả cây lại cho con đi. Không dễ như thế đâu. Nếu mà nhà ngươi muốn đem cậu bé khay đi, thì phải vượt qua thử thách cuối cùng này của ta. Thử thách gì thế ạ? À? Hãy làm sao cho cậu ta tỉnh lại và nhận ra ngươi. Khay, khay ơi. Cậu làm sao thế? Cậu có nhận ra tớ không? Cậu phải tỉnh lại nha. Vô ích thôi. Cả trái tim lẫn tâm hồn cậu bé đã bị đóng băng rồi. Cậu ta sẽ ở lại vương quốc băng giá mãi mãi. Cây, cây ơi. Chết đỡ. Là tớ đây. Hả? Có lẽ nào giọt nước mắt của cô bé lại khiến cho cậu ta hồi sinh. Zeta, đúng là cậu rồi. Tôi đã nhớ lại tất cả, những trang sách, những ngôi nhà hoa hồng. Cậu sẽ đưa tớ trở về chứ? Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng về nha. Chính tình bạn chân thành của cô bé đã giúp trái tim khay tan hết băng giá. Con đã không quản ngại hiểm nguy, khó khăn để đi tìm bạn. Tình cảm chân thành ấy thật đáng quý. Ta chẳng còn lý do nào để giữ cậu bé ở lại nơi đây nữa rồi. Mái tóc của bà. Em có thấy hộp thuốc nhuộm tóc anh mới mua để đâu không? Hình như hôm qua em thấy anh bỏ vào ba lô rồi mà. Bố mẹ xem con bắt được con gì nè. Lâu lắm mới lại thấy có chuồn chuồn đấy. Sao con bắt được thế?
Nó đậu trên cành cây trong vườn ấy. Bố thấy con giỏi không? Giỏi, nhưng con nhìn cho biết thôi rồi thả nó ra. Dạ con biết rồi. À, anh tìm thấy rồi. Kỳ này về quê nhất định phải thuyết phục mẹ nhuộm tóc mới được. Nhuộm xong chắc mẹ phải trẻ ra cả chục tuổi anh nhỉ? Cái gì đây hả bố? Thuốc nhuộm bố mua cho bà đấy. Con đừng nghịch vào nhé. Cha bà phải nhuộm tóc hả bố? Vì như thế trông bà sẽ trẻ hơn. Bà sẽ thấy vui vẻ hơn con à. Trẻ hơn thì sẽ vui hơn. Con chào mẹ. Cháu chào bà. Các con về rồi đấy à? Đi đường có mệt không? Bà ơi, con muốn ăn khoai nướng. Bà đã chuẩn bị cả rổ khoai nướng trong bếp cho cúng con của bà rồi. Bà là nhất. Mẹ cứ chiều thằng bé quá. Mấy khi con cháu về chơi, hàng ngày mẹ vẫn làm từng đấy việc, chứ có ít đi đâu. Bọn con có mang ít quà về thắp hương và để chuẩn bị cho sinh nhật mẹ ngày mai. Các con cứ mua làm gì cho tốn tiền. Bố thằng Hải tóc vẫn không có sợi bạc nào, chẳng bù với mẹ, ngày càng bạc hơn nhiều rồi. Lần sinh nhật này để con nhuộm tóc cho mẹ nhé. Thôi nhuộm làm gì, mẹ ngại lắm, rồi hàng xóm người ta lại bảo già rồi còn ăn chơi. Có gì mà mẹ phải ngại, bằng tuổi mẹ người ta còn nhuộm các màu nổi bật ấy chứ, mẹ chỉ nhuộm đen là việc quá bình thường. Đây là ở thành phố, mẹ ngại lắm. Mẹ yên tâm, con chỉ nhuộm đen cho mẹ thôi. Con biết nhuộm sao? Con nhìn người ta làm qua rồi nên biết. Cứ nhất trí thế đi mẹ nhé. Thì cứ thử xem sao vậy. Cho mẹ mượn gương mẹ xem nào. Chưa xong đâu mẹ. Bây giờ mẹ nhìn cũng không thấy gì đâu. Con đảm bảo nhuộm xong, mẹ sẽ thành hoa khôi của cả tỉnh này luôn. Bố, cho con chải cho bà với. Con còn nhỏ chưa làm được đâu. Nhưng con muốn chải giúp bà nữa cơ. Thôi được rồi, lại đây chải thử thôi nhé. Hình như có gì đó là lạ. Chắc là do thuốc nhuộm thôi. Lát gội rồi sẽ hết. Trời ơi, tóc tôi. Con nhuộm cho mẹ cái màu gì thế này? Con nhuộm màu đen tự nhiên mà. Sao lại thành ra thế này? Không lẽ người ta đưa nhầm cho anh màu khác? Không thể nào, chính tay anh lấy màu thuốc mà. Làm sao nhầm được? Hải, lại đây bố hỏi. Dạ, bố. Bố gọi gì con ạ? Con nói cho bố biết, con có làm gì thuốc nhuộm của bà nội không? Con có ạ. Sao con lại nghịch ngợm như thế hả? Con có biết mái tóc quan trọng với bà đến như thế nào không? Con xin lỗi. Con tưởng rằng đó là màu đẹp nhất, không ngờ lại ra như thế. Cái thảo mới nhuộm màu nâu đỏ đẹp lắm, trông trẻ ra cả chục tuổi luôn. Thế thì tụi mình cũng nhuộm màu đó đi. Màu nâu đỏ trẻ như thế mà bố không mua cho bà, lại mua màu đen chứ. Thế là con đã lấy hết tiền tiết kiệm để mua màu nâu đỏ cho bà. Sau đó con đã tráo thuốc con mua với thuốc của bố. Con cứ nghĩ bà sẽ rất bất ngờ với món quà sinh nhật này. Không ngờ nó không giống với tưởng tượng của con chút nào cả. Bà ơi, con xin lỗi, con không định làm hỏng tóc bà đâu. Không sao đâu Hải à, cảm ơn con. Bà đã có một mái tóc rất đẹp. Thôi, ngày mai con nhuộm lại màu khác cho mẹ vậy. Không, mẹ cứ để màu tóc này ăn sinh nhật. Đây là màu tóc tình yêu của cô Hải tặng cho mẹ cơ mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.